Bạn đã bao giờ thấy một người mẹ hết lòng vì gia đình nhưng lại bị cả nhà cho ra rìa chưa? Cũng chỉ vì cô ít chữ và ít học, ai trong nhà khi nói chuyện cũng đều dùng tiếng Anh để giao tiếp khiến cho người phụ nữ này cứ thế xa rời gia đình. Cô luôn bị cô lập chỉ vì chẳng thể nói được nửa chữ tiếng Anh, chả nhẽ xã hội Ấn Độ lại chán chường tới như vậy sao? Sasi là một bà nội trợ đảm đang trung thủy, cô luôn dành thời gian chăm sóc con cái một cách chu đáo nhất. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy giữa mình và chồng con luôn có một khoảng cách nhất định. Vì bản thân dốt đặc tiếng Anh còn bố của bọn trẻ thì lại quá giỏi, mối quan hệ của anh thì lại càng rộng nữa. Chưa hết, đứa con gái của Sasi đứng top đầu ngôi trường quốc tế mà cô bé đang theo học nên tiếng Anh chỉ là thứ gì đó bỏ túi mà thôi. Kể từ ngày hôm đó, nữ chính quyết tâm học tiếng Anh để có thể chứng minh cho người nhà thấy mình không hề tầm thường chút nào. Chuyện là một buổi sáng nọ, vì phát âm nhạc dạo không có âm gì nên Sasi đã bị chồng con cười vào mặt, từ đó nữ chính để ý tới từng chữ bật ra từ miệng mình và của người khác. Tối hôm đấy cô con gái của Sasi đi chơi về muộn cùng cái váy ngắn nên nữ chính mới gặng hỏi xem con đi đâu. Cô con gái bảo rằng mình đi học nhóm tiếng Anh với bạn, vì bố thì suốt ngày ở công ty còn mẹ thì nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết thì làm sao mà dạy. Câu nói đó khiến Sasi tủi thân vô cùng. Sáng hôm sau chồng của nữ chính lại gọi điện bảo rằng mình không thể tới dự buổi họp phụ huynh cho con được nên bảo vợ đi thay. Sasi từ trước giờ cứ luẩn quẩn trong xó bếp rồi đi vòng quanh trong xóm để bán bánh kiếm thêm tiền chứ đã bước ra ngoài xã hội bao giờ nên cô vô cùng lo lắng. Khi đưa con gái đến trường, nữ chính cứ lóng ngóng như gà mắc tóc khiến con gái xấu hổ vô cùng. Sau đó giáo viên của cô bé còn bắn một tràn tiếng Anh như gió khiến Sasi không biết đâu mà lần nên cô xin thầy nói tiếng Hindi cho dễ hiểu, mà ngặt nỗi tiếng Hindi của ông thầy lại không được tốt cho lắm. Ông ta bảo rằng con gái của nữ chính là một trong những học sinh giỏi nhất trường và có hẳn một fan club của riêng mình. Nghe tới đó, Sasi tự hào nở lỗ mũi nhưng cô con gái thì lại tỏ ra khó chịu khi thấy mẹ của mình cư xử cứ bị sượng chân kiểu gì, thêm vào đó bà lại không biết nói tiếng Anh để thầy giáo của mình phải khó xử. Tối hôm đấy một người họ hàng bên Mỹ gọi điện báo cho gia đình về việc tổ chức đám cưới ở New York và cả nhà sẽ được tài trợ vé máy bay sang đó. Mọi người ai cũng vui như Tết, duy chỉ có Sasi là buồn hiu vì một người mù tịt tiếng Anh như cô lại phải qua Mỹ trước để giúp người thân chuẩn bị cho hôn lễ. Khi đến phỏng vấn visa, anh Tây hỏi Sasi làm sao cô có thể xoay sở ở nước Mỹ khi một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, nhưng nữ chính cũng chả hiểu anh ta đang hỏi gì để mà trả lời. Đêm ra sân bay, Sasi đã khóc rất nhiều vì đây là lần đầu cô rời xa ngôi nhà thân thương của mình kể từ lúc lấy chồng sinh con. Khi cầm nguyên sấp tiền Ấn để đổi ra tiền đô thì nữ chính chỉ nhận được vài tờ nên cô khá bất ngờ, rồi còn bị hải quan lôi hết đồ ăn thức uống mà cô đã chuẩn bị trong hành lý. Lúc lên máy bay dù rất khát nước nhưng Sasi chả biết gọi ai, người đàn ông tốt bụng ngồi kế bên liền ấn nút gọi tiếp viên tới để hỗ trợ và hướng dẫn nữ chính cách sử dụng tai nghe. Sau 18 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì giờ đây Sasi đã tới đất Mỹ hoa lệ và tất nhiên là cô cực kỳ lo lắng khi đối mặt với người soát vé. Anh ta hỏi Sasi đến đây để làm gì nhưng nữ chính chẳng nghe được một chữ và cũng chả ai hiểu nổi câu trả lời của cô. Người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với Sasi thì lại tự tin bảo rằng tôi đến Mỹ là để tiêu tiền và giúp các anh khôi phục nền kinh tế. Có lẽ vì người này đã đặt chân lên xứ cờ sao vô số lần rồi nên ông mới tự tin đến như vậy. Ông cũng bảo với nữ chính rằng đừng quá lo lắng vì ai cũng có lần đầu và hãy enjoy cái moment này như chiếc ố trí bù cú đi. Sau đó, Sasi được cháu gái dẫn đi Manhattan để mở mang tầm mắt, bởi ở đây có rất nhiều cửa hàng của những thương hiệu nổi tiếng như Prada, Gucci, Versace, Dior cùng các kiểu con đà điểu. Nữ chính còn được dẫn đi công viên để ngắm nhìn thành phố rộng lớn và người dân địa phương với đa dạng các phong cách thời thượng lập dị, cùng với tất cả các thể loại người đủ tầng lớp. Tới hôm đó, khi ngồi ăn cùng gia đình và thằng cháu rể tương lai, Sasi không thể hiểu được mọi người đang nói về cái gì bởi họ toàn bắn tiếng Anh như điện nên cô giả vờ xin đi ngủ trước. Sáng hôm sau, cháu gái của nữ chính dẫn cô tới tham quan trường học của mình rồi bảo cô tự đi khám phá xung quanh và cứ gọi cho mình nếu cảm thấy bị lạc. Sasi ra công viên Washington ngồi hóng gió rồi vào quán cà phê order nước nhưng cô cứ lóng ngóng như hai lúa ở nhà quê mới lên. Chị da đen đứng trong quầy phải gồng cơ đít thít cơ mông dữ làm mới không mắng cho Sasi một trận vì cô cứ bập bẹ không nói được một chữ nào. Còn đằng sau thì khách đã xếp một hàng dài tràn ra tận ngoài vỉa hè rồi. Sau một hồi luống cuống cô còn va phải một người đàn ông khiến đồ ăn rơi vãi khắp sàn rồi bỏ chạy ra ngoài vì cảm thấy không thể thích nghi được với nơi đất khách quê người. Khi đang ngồi khóc như một đứa trẻ thì bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt đến đưa cho Sasi ly cà phê mà lúc nãy cô quên lấy ở quán. Vừa gặp lại cháu gái của mình, Sasi chỉ chú ý tới cái quảng cáo được dán trên xe bus. Nó nói rằng bạn có thể nói tiếng Anh lưu loát trong vòng 4 tuần nếu gọi vào số điện thoại dưới đây. Sau đó, Sasi lập tức về nhà gọi điện cho trung tâm dạy tiếng Anh để hỏi thăm về khóa học cấp tốc nhưng học phí thì đến tận $400. Tuy nhiên con số đó cũng không làm quyết tâm bứt tóc tiếng Anh của Sasi bị dập tắt, cô gom hết tiền dành dụm của mình và bắt tàu tới trung tâm để đăng ký học. Sasi phải liên tục hỏi đường để tới được địa chỉ của trung tâm tiếng Anh và được chị Lễ Tân dẫn vào lớp học nơi có những người mới bập bẹ vài chữ cơ bản y hệt nữ chính.
Bất ngờ thay trong số đó lại có người đàn ông đưa cà phê cho cô lúc sáng và anh ta tên là Lauren, đến từ nước Pháp lãng mạn. Khi thầy giáo hỏi tới Sassy, cô lắp bắp nói mình thích nấu ăn và hiện đang kinh doanh nhỏ ở nhà nên mọi người đều rất nể phục. Ngày hôm sau, nữ chính hỏi thầy giáo tại sao người ta lại nói về Ấn Độ trống không như vậy trong tiết học về mạo từ, khiến anh ta bối rối không biết trả lời như thế nào dù bản thân là người bản xứ. Sau đó, Sassy dành hết tâm huyết để học tiếng Anh và dán nốt khắp nhà để ghi nhớ từ vựng rồi làm bánh đem tới lớp đãi mọi người. Tuy nhiên cô lại không hề nói với bất kỳ ai trong gia đình vì sợ xấu hổ. Sáng hôm đó, chị gái của nữ chính không đi làm nên cô không có cách nào trốn ra ngoài để đi học được. Và thế là Sassy đã đến lớp muộn, nhưng nhờ vậy mà cô học được một câu tiếng Anh mang nghĩa xin phép ai đó làm gì. Anh chàng Lauren, người Pháp, dường như đã để ý nữ chính nên cứ tìm cách đi cạnh cô mãi. Hai người nói chuyện với nhau từ lúc ra khỏi lớp học cho tới khi đến ga tàu vì họ đều có niềm đam mê về ẩm thực. Sau khi về nhà thì Sassy mới biết cháu gái đã trông thấy mình đi với một người đàn ông lạ mặt trên phố, khiến nữ chính năn nỉ cô bé đừng nói cho ai biết về chuyện đó. Sáng hôm sau, vì thầy giáo bị ốm nên cả lớp kéo nhau đi xem phim bằng tiếng Anh, nhưng Lauren không nhìn màn hình mà chỉ ngắm mỗi Sassy mà thôi. Vừa mới ra khỏi rạp thì con gái của nữ chính đã gọi điện hét toáng lên vì ở nhà không tìm thấy sách giáo khoa của mình. Người mẹ hai con vẫn bình tĩnh đáp rằng con thử tìm trong tủ quần áo xem, vì chỉ có con mới giấu ở trong đó để không ai có thể đọc được. Sau khi tìm ra thứ mình cần, thay vì nói cảm ơn thì cô bé lại quát tháo rằng mẹ chẳng được tích sự gì, khiến Sassy tổn thương vô cùng. Trong lúc bức xúc, nữ chính đã tuôn một tràn tiếng Ấn Độ cho Lauren nghe, nhưng dù chàng trai người Pháp không hiểu gì mà vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối. Khi hai người ngồi trong quán cà phê, Sassy đã bắn tiếng Anh như đại liên để gọi món, khiến Lauren vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Rồi sau đó nữ chính về nhà nháy theo giọng của nữ phóng viên dự báo thời tiết để cải thiện phát âm của mình. Ngày hôm đó thầy giáo tiếng Anh bị bồ đá nên ai cũng không dám hỏi han gì tới, nhưng anh ta đã nảy ra ý tưởng cho mọi người giải bày cảm xúc của mình trước cả lớp. Anh da đen trầm tính bảo rằng trước giờ mình ít nói nên tới lớp chỉ để lắng nghe mọi người, rồi đột nhiên công khai mình là gay khiến cho cả lớp ai cũng bất ngờ. Về phía Lauren, anh bất ngờ tỏ tình với nữ chính ngay trong lớp và lời nói đó đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Từ hôm đó, nữ chính xem phim và phát hiện ra từ mới nhưng không biết nghĩa của nó là gì nên cô đã nhờ cháu gái của mình giải thích, dù lúc đó đã 3 giờ sáng rồi. Sáng hôm sau, thầy giáo tiếng Anh bảo rằng chỉ còn một tuần nữa là tới kỳ thi cuối khóa và học sinh phải nói liên tục trong vòng 5 phút thì mới được trao chứng chỉ tốt nghiệp. Sassy rất buồn vì ngày thi lại rơi vào ngày tổ chức đám cưới của cháu gái nên cô không biết phải làm như thế nào. Khi nhìn thấy cờ rút của mình mặt như cái bánh bao chiều, Lauren dẫn cô lên tầng thượng của tòa nhà để chiêm ngưỡng quang cảnh choáng ngợp của thành phố New York. Trong lúc bất cần, nữ chính đã ngã vào lòng anh trai người Pháp rồi thẹn thùng bỏ đi vì xấu hổ bởi cô là phụ nữ đã có gia đình mà còn để cho đàn ông đụng chạm vào người. Khi về tới nhà, Sassy mới biết chồng và các con đã đến từ sáng sớm nên cô phải dẹp bỏ chuyện học tiếng Anh qua một bên để tiếp tục làm tròn nghĩa vụ làm vợ làm mẹ. Cả nhà Sassy đâu biết rằng cô đã đi học tiếng Anh từ khi qua Mỹ nên họ cứ chọc cô không biết phát âm chữ dạ mãi. Nữ chính không nói gì cùng họ hàng và giả vờ bị đau chân khi ngồi uống cà phê với gia đình để đi tới lớp học của mình. Khi ra về, Lauren đưa cho cờ rút của mình món tráng miệng mà anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng nữ chính lại quát anh một trận rõ to giữa đường phố, rằng tại sao anh không chịu buông tha cho tôi trong khi tôi là một người phụ nữ đã có chồng và hai con. Khi Sassy quay lưng bỏ đi, Lauren vẫn nhẹ nhàng từ tốn bảo rằng cô đi nhầm hướng rồi và đưa món tráng miệng cho cờ rút khiến cô không nói nên lời. Trong lúc đó, con trai của cô bị đám trẻ trâu sút trái banh vào đầu và té chảy ra chóc vẩy, nhưng lại không có mặt mẹ mình ở đó. Thế là tối đấy người chồng đã trách móc Sassy khiến cô vô cùng đau lòng. Khi biết gì mình đòi nghỉ học để chăm sóc con trai, cháu gái đã ra động viên cô phải cố gắng hoàn thành khóa học, nhưng ý Sassy đã quyết thì khó có thể thay đổi được. Ngày hôm sau, cháu gái đến trung tâm để báo với thầy giáo rằng dì mình sẽ ngưng học, khiến cho mọi người ở đó đều không tin nổi. Ở nhà, Sassy làm bánh đãi mọi người, người chồng khen cô vài câu nhưng lại mang hàm ý khinh bỉ là cô sinh ra chỉ để làm bánh, khiến nữ chính tủi thân vô cùng. Tối hôm đó, khi chồng con đã ngủ thì nữ chính lại ngồi lẩm nhẩm những câu tiếng Anh trên TV một cách vô thức, chứng tỏ niềm đam mê đó vẫn chưa hề tắt. Sáng hôm sau, Lauren gọi điện cho Sassy để cô có thể nghe giọng của các bạn ở trong lớp nói tiếng Anh với nhau, và mọi người đã năn nỉ cô tới làm bài kiểm tra cuối khóa. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, nữ chính đã quyết định vào nhà vệ sinh để học bài mặc cho mọi người đang tất bật chạy sâu để chuẩn bị cho đám cưới ngoài kia. Tiếp theo, cô vẫn bước ra phụ giúp bưng bánh ra ngoài bàn, nhưng đứa con trai ngỗ nghịch đã đứng nấp sau cánh cửa và hù mẹ khiến cho hai khay bánh nóng hổi rơi xuống đất nát tươm. Sau đó, cậu bé cũng biết hối hận nên vào nán bột phụ mẹ, nhưng đâu ai biết được trong lòng của Sassy đang bồn chồn như thế nào khi không thể đến dự thi cùng các bạn. Bất ngờ thay, cháu gái của nữ chính đã mời tất cả bạn cùng lớp của cô đến dự lễ cưới của mình, khiến cho chồng cô ngớ người ra vì không ngờ vợ mình đã kết bạn với toàn người nước ngoài. Trong lúc mẹ của cô dâu mời Sassy đứng lên phát biểu trước quan viên hai họ thì ông chồng lại bảo rằng tiếng Anh của vợ mình không được tốt lắm nên mọi người thông cảm. Bất ngờ thay, Sassy đã kéo tay chồng mình rồi ra hiệu cho ông ngồi xuống.
Cô bất ngờ đứng lên phát biểu bằng tiếng Anh khiến mọi người không khỏi mồm chữ O chữ A. Nữ chính dùng thứ tiếng là mình bị xa cách để chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Từng từ cô bắn ra chẳng khác gì người bản xứ đang nói chuyện vậy. Sau khi Sasi vừa ngồi xuống thì thầy giáo tiếng Anh đã đứng dậy chấm 10 điểm và công nhận cô đã vượt qua kỳ thi cuối khóa. Thế là sau bao ngày kỳ công khổ luyện thì nữ chính cũng đã có thể thành công. Cô có thể chứng minh rằng mình không dở và có thể làm mọi thứ nếu muốn. Tuy phụ nữ trong xã hội Ấn Độ có vai trò thấp bé nhưng ý chí của họ thì không nên coi thường chút nào. Đừng từ bỏ khi bạn chưa thử, biết đâu được sau trông gai khó khăn thì mật ngọt chính là thứ đang đợi chúng ta ở phía trước. Còn cứ mãi chần chừ thì cho tới cuối đời thứ đợi bạn chỉ là những tiếc nuối. Giá như và tại sao ta lại chưa từng thử nó cơ chứ?